Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 5 tháng 4 năm 2024, người dân thấy chiếc xe container chạy trên quốc lộ 22 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh. Khi cách cầu An Hạ, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn khoảng 300 m thì xe container bất ngờ tông bay nhiều giải phân cách cứng bê tông. Sau đó, chiếc xe lao qua làn bên cạnh tông trúng hai xe máy, cuốn 3 người vào gầm xe. Cả 3 nạn nhân sau đó được xe cứu thương đến chở vào bệnh viện, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 22 hướng đi Tây Ninh kẹt xe nghiêm trọng. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông An Sương thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt để giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông. Các phương tiện liên quan cũng được xe cẩu kéo ra khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.